rắn trả ơn. Lúc Đức Phật Thích Ca còn ở nhân địa tu Bồ Tát Đạo, Ngài đã từng sinh ra làm một vị đại phú ông rất giàu có. Cây gỗ trong rừng và mỏ khoáng sản trong núi thuộc sở hữu của ông dùng suốt đời không hết. Còn nói về tiền bạc thì phải đếm lên tới cả ngàn vạn ức kim tiền, tha hồ sử dụng chi tiêu. Ông là người từ bi, hỷ xả, thường bỏ ra cả ngàn lượng, cả vạn lượng vàng đem bố thí mà không chút tiếc nuối. Ông cũng hay lảng vảng trong chốn chợ búa, chờ thấy con thú vật đáng thương nào sắp gặp nạn, sắp bị giết làm thịt thì vội vàng chạy tới mua về phóng sinh. Phóng sinh là tâm nguyện duy nhất của ông phú hộ nhân từ này, nên được người đời đặt tên là Thiện Nhân. Có một hôm, vị phú ông nhân từ ấy thấy ngoài chợ có một con rùa rất lớn đang mở to hai mắt chăm chú nhìn ông. Con rùa có vẻ thống khổ vô hạn, nước mắt trào ra như thể đang cầu xin ông cứu giúp. Thấy thế ông rất buồn, vội vàng tiến đến xin mua con rùa. Người bán rùa dĩ nhiên là muốn bán con rùa đi, nhưng khi thấy Thiện Nhân đến hỏi giá tiền thì cố ý làm khó dễ, trả lời là không muốn bán. Thiện Nhân từ bi tha thiết, muốn cứu mạng con rùa nên nài nỉ xin mua. Người bán rùa nói, nếu ông nhất định muốn mua thì phải trả cho tôi 1 vạn đồng tôi mới chịu bán, bằng không thì tôi đem nó về giết làm thuốc uống. Thiện Nhân không do dự, đưa ra 1 vạn đồng mua rùa mang về. Người bán rùa, lòng dạ đen tối ấy, tuy có 1 vạn đồng bỏ túi, nhưng nhà bị ăn trộm rồi lâm bệnh nặng, sau đó còn bị cháy nhà, khiến cho 1 vạn đồng tiền bị thiêu rụi, cuối cùng sơ xác lại hoàn xác sơ. Thiện Nhân mang con rùa lớn về nhà, đem những món ăn ngon lành nhất cho ăn, rồi thấy miệng rùa có vết thương, vội lấy thuốc bôi cho nó. Không lâu sau, vết thương trên miệng rùa đã lành. Ông cho xe chở rùa ra bờ biển thả xuống nước, trả tự do cho nó về với trời đất. Cách đó không lâu sau, vị phú ông từ bi đang ngồi tham thiền thì bỗng nhiên có tiếng gõ lạch cạch ở cửa sau. Ông đến mở cửa xem, thì ra đó là con rùa được ông cứu lúc trước. Con rùa mở miệng nói với ông rằng, ân nhân, không lâu nữa ngôi thành này sẽ gặp nạn lớn. Dân chúng ở thành này nghiệp tội rất nặng, bây giờ nghiệp đã đến thời phải trả, không thể nào tránh khỏi tai họa. Chỉ có 2 nhà là không nằm trong số người phải trả báo. 1 là nhà của ngài, 2 là nhà của vua. Ngày đó, tháng đó, nguyên ngôi thành này sẽ chìm lỉm dưới nước sau một trận lụt vĩ đại. Xin ân nhân cùng vua sớm chuẩn bị mướn người đóng tàu, hẹn nhau khi thấy nước lớn vừa dâng lên thì mau lên tàu, thuận theo dòng nước mà đi, tự nhiên sẽ tìm được nơi nương náu. Con rùa lớn nói xong, quay đầu đi mất. Thiện Nhân rất ngạc nhiên, nhưng được một con rùa biết nói, báo nguy trước, không thể không tin. Hôm sau, ông bí mật báo cho vua biết chuyện đêm qua. Họ cấp tốc chuẩn bị mọi sự. Đúng y như rằng, không bao lâu sau, nạn lụt xảy ra trong thành. Khi một con nước lũ vừa ập đến, là con rùa kia cũng xuất hiện, thôi thúc họ lên tàu mà đi. Con rùa bơi đằng trước, bảo họ rằng, xin đi theo tôi, đừng để lạc mất phương hướng. Khi con tàu đang lướt trên dòng nước lũ, bỗng phía sau có một con rắn lớn bơi đến, ngóc đầu lên nhìn, dáng vẻ như xin được cứu mạng. Thiện Nhân từ bi bèn ra lệnh ngừng tàu lại, vớt con rắn lên. Con rùa phía trước nói, ân nhân, con rắn này có duyên với ngài, sau này ngài sẽ hiểu. Cách đó không xa, ông lại cứu được một con cáo và lại được rùa khen ngợi. Rồi đến phiên một người đang vùng vẫy trong dòng nước lớn, la hét kêu cứu. Thiện Nhân từ bi cũng muốn cứu y, nhưng con rùa ngăn lại nói rằng, đây là một người có tâm địa xấu xa, tốt nhất đừng cứu y.
Nếu hôm nay cứu y, sau này y sẽ hại ân nhân. Thiện nhân trả lời: Bất cứ người nào chúng ta cũng phải cứu, nếu chúng ta ích kỷ mà không cứu là phản bội lời chư Phật dạy, phải là xem tất cả bình đẳng như nhau. Dầu sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, ta cũng phải cứu người này. Rồi không màng tới lời ngăn cản của rùa, ông vớt người nọ ra khỏi nước, cứu cho khỏi chết chìm. Đi một đổi nữa thì con rùa lại mở miệng ra nói: Trời quang mây tạnh rồi, thiên tai đã qua rồi, tôi xin tạm thời cáo biệt. Nói xong nó bỏ đi ngay, rắn và cáo cũng từ giã mà đi. Đoàn người lênh đênh trên mặt nước một thời gian thì khám phá một hòn đảo nhỏ. Họ lên bờ, thấy hòn đảo này có rất nhiều tài nguyên, chỉ tiếc là không có bao nhiêu dân cư trú. Họ quyết định lưu lại trên đảo ở tạm. Có một hôm, con cáo xuất hiện một cách bất ngờ, nói với thiện nhân rằng: Ân nhân, ngài đã cứu tôi thoát nạn, hôm nay tôi xin báo đáp ơn cứu mạng to lớn ấy. Vừa rồi tôi mới khám phá ra một kho tàng trong cái huyệt giữa núi. Kho tàng này không nằm trong mộ phần của ai, cũng không phải do tôi cướp giật, tức là của trời cho tôi. Này, tôi muốn đem kho tàng này dâng tặng cho ân nhân để báo đáp ơn sâu, xin ân nhân vui lòng nhận. Thiện nhân nghĩ rằng nếu không nhận, và nếu chẳng may kho tàng này rơi vào tay một kẻ bất lương thì không phải là đáng tiếc lắm sao? Chi bằng ta vui lòng nhận rồi đem bố thí cho người nghèo và giúp đỡ tất cả những chúng sinh khốn cùng. Nghĩ như thế rồi, ông bằng lòng nhận kho tàng của con cáo dâng tặng. Khi ông đi lấy kho tàng về, thì cái người được ông cứu khỏi chết chìm lúc trước không những không nghĩ đến chuyện đền ơn cứu mạng mà còn dùng lời dọa nạt và thủ đoạn bắt thiện nhân phải chia cho mình phân nửa kho tàng. Thiện nhân cho hắn 10 cân vàng, nhưng con người tâm địa đen tối ấy từ chối không nhận, dọa rằng: Nếu ông không chia cho tôi phân nữa, tôi sẽ tố cáo ông đã quật mồ cướp của. Thiện nhân đáp: Thiên tai vừa qua chắc chắn đã làm cho rất nhiều người bị tán gia bại sản. Tôi muốn đem số vàng này cứu giúp họ. Nếu ông lấy đi, hẳn không phải để làm điều tốt, tức là phản bội lương tâm, cho nên tôi không cho ông toại nguyện tà ý đó. Người kia ôm mối hận, bí mật tố cáo với quan vu khống thiện nhân đã quật mồ cướp của. Vì thế, thiện nhân tốt bụng bị bắt, nhưng lòng không chút oán hận kẻ xấu xa đã vu khống mình. Chỉ thấy rằng mình đã tạo nghiệp tội trong kiếp trước, nên kiếp này mới bị quả báo xấu như thế này. Ông không hề oán hận, chỉ cầu nguyện sao cho tất cả chúng sinh sớm thoát tai nạn, đừng kết oán với người khác để đừng bị giam trong tù ngục như mình hôm nay. Vua rắn và vua cáo là những con vật có tánh linh. Chúng bèn họp nhau lại bàn bạc làm cách nào để cứu ân nhân đã bị giam trong ngục tù một cách oan uổng. Vua rắn nói với vua cáo rằng: Tôi có một cách này, nhất định cứu được ân nhân thoát nạn. Nói xong, vua rắn bèn cáo biệt vua cáo mà đi. Vua rắn một mình bò lên núi tìm cỏ thuốc. Đây là một loại thuốc có 102, có thể giải độc và xoa dịu mọi đau đớn trong chớp nhoáng. Vua rắn ngậm cỏ thuốc trong miệng bò vào ngục, nói với thiện nhân rằng: Đây là một loại cỏ thuốc có năng lực giải độc. Chút nữa thái tử sẽ bị bệnh, không có thầy có thuốc nào có thể cứu được. Chỉ có loại thuốc này mới có thể cứu thái tử thoát hiểm. Lúc đó ân nhân hãy nói với tên cai ngục là mình có thuốc thần trừ độc, chắc chắn hắn sẽ loan tin ấy ra. Và như thế, ngày ân nhân ra khỏi tù sẽ không còn lâu nữa. Vua rắn từ giã thiện nhân, rồi lén bò vào vương cung cắn chân thái tử một cái. Tức thời, chất độc lan đi rất nhanh. Tất cả thầy thuốc danh y đều bó tay chịu thua, nhìn thái tử chờ chết. Ông vua già chỉ có một đứa con trai duy nhất ấy thôi,
nên tâm can còn nóng nảy hơn Đoàn Kiến trong chảo nóng. Ông ra lệnh cho các đại thần dán bản yết thị khắp nơi, cấp tốc kiếm một vị thần y. Nếu có ai cứu được thái tử khỏi bệnh thì sẽ được phong làm thủ tướng, còn nếu ai làm môi giới đưa thần y đến thì sẽ được thưởng 1 vạn lượng vàng. Đúng như rắn chúa tiên đoán, tên cai ngục biết tin này bèn báo cho thiện nhân trong tù biết. Thiện nhân nói: "Tôi có thuốc thần trong người." Vua nghe tên cai ngục báo tin, vời thiện nhân vào cung bôi thuốc cho thái tử. Thuốc vừa bôi xong, thái tử lập tức hết đau và vết sưng cũng xẹp xuống ngay, nên được bình an thoát hiểm. Vua thấy chân thái tử lành lặn, vui mừng không xiết, bèn hỏi nguyên do tại sao thiện nhân bị vào tù. Khi biết thiện nhân bị tù oan, vua tự trách rằng: "Ta là vua thất đức, và quan quân đại thần cũng thiếu sáng suốt, nên để cho kẻ ác lừa bịp và cho người hiền bị phỉ báng." Vua ra lệnh bắt con người vong ân bội nghĩa kia về chịu khổ hình, phong thiện nhân làm thủ tướng và đại xá tất cả tội nhân, khiến cho mọi ngục tù đều trống không trong khoảnh khắc. Thiện nhân hiểu biết Phật Pháp một cách thâm sâu, nên vua cung kính thỉnh ông khai thị. Thiện nhân bèn tuyên thuyết giáo nghĩa cứu khổ của Đức Phật cho vua nghe, khiến vua được tỉnh ngộ, quy y Tam Bảo, tôn kính duy trì giới luật thanh tịnh, phát tâm từ bi rộng lớn, mở các kho vựa của quốc gia, cứu giúp người nghèo khổ, chỉnh đốn việc giáo dục, xây cất viện dưỡng lão và viện mồ côi, thương xót tất cả hữu tình. Về sau, đất nước này trở nên hòa bình an lạc, được từ quang của Đức Phật chiếu rạng khắp nơi. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Một bà cụ ở miền Tây có đứa con gái là Việt Kiều Mỹ. 10 năm rồi cô chưa về thăm mẹ. Thời gian thì càng ngày làm lưng mẹ còng thêm. Mỗi tháng cô gửi 100 đô về cho mẹ và một lá thơ. Nội dung y như nhau, chỉ thay đổi ngày tháng cho phù hợp. Chắc photo một bản, lúc đầu bà mẹ còn đọc, sau bà không đọc vì đã thuộc nằm lòng. Khi bà qua đời, cô gái vội bay về khóc lóc, làm đám tang linh đình. Khi khui rương của mẹ, cô ngỡ ngàng, bao nhiêu lá thơ còn nguyên chưa mở. Dĩ nhiên là tiền bà cũng chưa xài. Bà viết một lá thơ cho cô, nội dung: "Mẹ già rồi, ăn uống có bao nhiêu, những thứ này mẹ không cần. Mẹ chỉ cần gặp mặt con." Chúng ta luôn cho mình đúng. Khi những điều gì cha mẹ làm sái ý ta, ta lại dỗi hờn, có khi oán giận. Nhưng ta có bao giờ hiểu hết cha mẹ hay không? Bất hiếu. Một gia đình nọ ở miền Tây, hai vợ chồng già trên 70 tuổi, sống trong một chòi lá tồi tàn ở ven sông. Cuộc sống nghèo khổ, khó khăn, làm da họ nhăn nheo, lưng còng hơn trước tuổi. Đâu có ai ngờ rằng họ có đến 10 người con, có trai, có gái, nhà ai cũng khá giả. Lấy làm lạ là tại sao họ không ở với bất cứ đứa con nào mà lại tự lực cánh sinh như vậy? Bội bạc. Qua tìm hiểu mới biết, vợ chồng trước đây cũng khá giả. Do nuôi 10 đứa con ăn học, của cải cũng theo ngày tháng bay đi. Rồi hai vợ chồng cưới gả từng đứa một cho ra riêng và chia cho chút tài sản làm vốn liếng. Đến đứa con trai út thì hai vợ chồng giao hết tài sản để thảnh thơi tuổi già. Ngặt nổi con dâu út quá tính toán, hay nhằn nhủi với chồng, so đo tại sao có đến 10 anh em mà ba má lại cứ ở nhà ta. Ai cũng hưởng của cải, gánh nặng thì chỉ có gia đình mình. Một hôm hai vợ chồng bàn mưu tính kế, chúng bảo: "Bà má già rồi, cực khổ bao nhiêu năm trời nay, bây giờ nên nghỉ ngơi, đi đến các nhà anh chị con, ở một nơi 10 ngày cho anh chị con vui." Và tất cả đều đồng ý phương án này rất hay. Khi đến nhà người con trai đầu, ở chưa đến 10 ngày, thì ông bà nghe con dâu nhắc chồng: "Ba má ở nhà ta hết 9 ngày rồi đó anh."
Chồng tuy thương cha mẹ nhưng cũng phải tính theo hợp đồng, nên nói với ông bà: nhà con đơn chiếc không ai chăm sóc ba má, vậy ba má qua nhà cô ba, có mấy đứa cháu lo cho ba má chu đáo hơn. Hôm sau, ông bà quẩy hành lý qua nhà con gái thứ ba. Ở đôi ba hôm, vào đêm nọ, thằng rể đi nhậu về mắng vợ: tao chỉ cung phụng cha mẹ của tao thôi, còn ai khác thì đừng hòng. Sợ gia đình con mình xào xáo, nên hôm sau ông bà qua người con trai thứ tư. Và cảnh đó cứ diễn đi diễn lại, làm cho ông bà hết sức bất an. Con trai thì sợ con dâu, con gái thì sợ chồng mình nói này nói nọ, đâm ra lục đục trong nhà. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định ra ở riêng, diện cớ là ở cho thanh tịnh. Không biết hai vợ chồng già lúc bệnh hoạn, ốm đau thì xoay sở ra sao? Con đông mà lại... Gia đình nọ 5-7 đứa con, ai nấy đều thành đạt, có người làm giám đốc này công ty nọ. Khi bà mẹ già bệnh vào bệnh viện, biết là bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, anh em họp lại mang bà về nhà. Chúng nói, ung thư giai đoạn cuối, cả thế giới bó tay, trị làm gì? Đầu tư không hiệu quả, chỉ kéo dài sự đau đớn thôi. Ngụy tạo. Khi mang bà mẹ về nhà, không có viên thuốc nào. Có người thấy lạ, hỏi. Chúng nói cho uống thuốc kéo dài thêm sự đau khổ mà thôi. Thấy bà đau đớn quá, chú ở cạnh nhà chịu không nổi, lén các con bà mua thuốc giảm đau cho bà uống. Đến lúc bà chết, chúng họp gia đình cấp tốc bàn về lo hậu sự. Anh hai làm giám đốc chỉ thị cho các em không ai được dính dáng vào. Anh hai thay cha mẹ nên lãnh lò đám, tức thầu đám, lời ăn lỗ chịu. Ông làm giám đốc quan hệ rộng, ý nghĩa càng hay. Đám ma của bà thật linh đình, đâm huyết hơn 10 con heo đãi khách. Ở nông thôn mà có cả kèn tây, đoàn gánh hát, múa lân. Cả xóm cả làng kéo nhau đi xem như trảy hội. Họ nói đám ma bà Bảy vui quá. Chúng xây lăng mộ to đùng như biệt thự. Ai ai cũng trầm trồ khen là con bà Bảy có hiếu quá tai. Khi bà nằm trên giường bệnh, không thấy ma nào đến. Nhưng lúc di quan, tất cả các cô con gái xuất hiện, gương mặt thảm não. Người bứt đầu, bứt tóc, kêu la, kể lể thảm thiết. Có người biết chuyện, buông những câu thở dài ngao ngán. Che mắt thế gian. Bất nhân. Ở Long An, một bà lão có đứa con trai yêu quý. Sau khi cưới vợ cho nó xong, bà đưa hết vốn liếng, tiền bạc, đất đai cho hai vợ chồng quán xuyến. Bà cũng đến lúc ngơi nghỉ sau mấy chục năm lặn lội thân cò. Ngặt nổi, thằng con trai mê số đề, cô vợ thì mê bài tứ sắc. Lần lần của cải bay đâu hết, đất đai cũng cầm cố luôn. Nợ nần tứ văn, nghe lũ bạn xấu nói: mấy bà già hay thủ của cải, mày không biết chứ, má tao hôm trước cũng nói hết tiền, vậy mà khi bà chết mới lòi ra mấy cây vàng. Tao chắc chắn má mày còn giấu vàng. Nghe vậy, sau khi nhậu xỉn, lấy can đảm, anh ta về nhà đòi mẹ đưa tiền, đưa vàng. Bà nói: có bao nhiêu bà đã giao con hết, còn đâu nữa. Nó không tin, xô đẩy bảo bà một hai phải đưa. Chẳng may bà bị té ngã người ra sao, chấn thương sọ não chết. Anh ta đi ở tù, để lại cô vợ và hai đứa con nhỏ xíu, không tiền, không tài sản. Đua đòi. Cô bé con nhà chẳng khá giả gì, học lớp 12. Thấy bạn bè có xe mới, nào Attila, Way, còn mình thì chạy chiếc xe cúp 50 cũ mềm. Mẹ làm công nhân may, cha chạy xe ôm. Về đòi cha mẹ mua xe mới, cha hứa vào đại học thì cha sẽ mua. Vậy mà nó dùng dằn đòi nghỉ học cho con của ông dốt luôn. Nếu không mua xe cho tôi sẽ cho con ông chết luôn. Bà nó nói cha không đủ tiền để vô chân hụi vài tháng đã. Nó không cần biết điều đó. Nó chỉ biết đến xe mới cho bằng bạn bè mà thôi. Bà không đáp ứng, nó liền tự giận chết. Để lại bao đau thương cho cha mẹ, áy náy suốt đời vì lo không đầy đủ cho con. Con đâu biết,
cha đã quá vất vả, thức khuya dậy sớm, kiếm từng đồng từng cắc. Có bao giờ ba mặc bộ quần áo đẹp chưa? Có bao giờ ba có đôi dép mới không? Con có biết, khi con ngon giấc say nồng, thì cha đang gác tay lên trán, lo xem ngày mai phải chở hàng cho những ai, được bao nhiêu tiền. Theo nhân quả nhà Phật, nếu chúng ta đối xử với cha mẹ chúng ta ra sao, thì con cái chúng ta sau này cũng làm y như thế ấy, có phần chua chát hơn nữa. Ân oán mà. Có câu danh ngôn, nếu ta bắn vào quá khứ một viên súng lục, thì tương lai sẽ trả lại ta một quả đại bác. Thầy có một người bạn ở Quảng Ngãi, anh này thuộc dạng có chí. Anh thi vào trường Đại học Y Dược thành phố rớt 13 lần, lần thứ 14 mới đậu, nên bạn bè đặt cho anh cái biệt danh là Đại tá, bởi vì cấp bậc quân đội từ binh nhất đến đại tá qua 13 cấp bậc. Binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá. Anh học 6 năm đại học, học thêm chuyên khoa cấp 1, 2 năm nữa, tổng cộng 21 năm chưa về thăm nhà. Anh ra trường làm 5 năm nữa là 26 năm. Cha mẹ anh ngày nhớ đêm mong, muốn anh về thăm quê một lần, nhưng anh sĩ diện, bác sĩ mà bèo quá, sợ quê với xóm làng, nên anh viết mấy câu thơ gửi về cho cha. Lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi, tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi. Chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Thật là xót xa cho một người con, chỉ biết tới mình, không hiểu được tâm tư tình cảm của cha mẹ mình. Ngày xưa, có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được 5 người con gái. Nhà giàu nhưng lại không có con trai, nên bao nhiêu tình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần lượt 5 cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng. Vì các cô lấy chồng xa nên hai ông bà phú hộ cảm thấy nhớ con quá. Một hôm bà bảo chồng, sắp tới ông chịu khó trong nhà cửa cho tôi đi thăm chúng một lượt, sau đó tôi lại về trong để ông đi. Phải đó, ông đáp, nhưng bà phải đi nhanh nhanh lên mới được, đừng bắt tôi đợi lâu. Không được đâu, tôi tính ở lại với các con, đứa nào ít nhất cũng một tháng, 5 đứa vị chì là 5 tháng, còn đi đường cũng độ vài 30 ngày, như vậy cũng mất ngót nửa năm rồi ông ạ. Thôi được, thế thì bà nó đi đi, bà nhớ đừng để cho đứa nào quấn quýt quá, rồi ăn dầm nằm về ở đó, làm cho tôi mỏi mòn trông đợi. Rồi người vợ cùng con hầu ra đi. Nhưng chỉ được vài tháng đã thấy bà trở về vẻ mặt buồn xo. Thấy thế ông liền hỏi dồn, cần cớ làm sao mà bà về nhanh như vậy? Có gặp điều gì khó khăn dọc đường hay không mà vẻ mặt bà không được vui? Bà phú hộ đáp, chẳng có gì hết, tôi vẫn bình yên, chúng nó đều mạnh khỏe cả. Tôi về sớm là vì tôi muốn ông khỏi trông, ông cứ đi một lần cho biết. Thấy vợ nói úp úp mở mở, ông phú hộ chẳng hiểu gì nên cuối cùng cũng sắm sửa hành lý ra đi. Ông ghé thăm nhà người con gái thứ nhất, chàng rể tiếp đón niềm nở làm ông hài lòng. Nhưng con gái ông lại không được như thế, nó chỉ chuyện trò giả lả được đôi câu rồi quay vào công việc của nó. Đến khi chồng nó ra đồng trông coi thợ cày cấy thì con gái ông lúi húi lo việc bếp núc, cha con chẳng có dịp chuyện trò. Mãi đến gần trưa, ông cảm thấy bụng đói cồn cào, định bảo nó dọn cho mình ăn trước như khi còn ở nhà. Nhưng rồi lại nghĩ thầm,
để xem nó đối đãi với cha nó ra sao cho biết. Ông thấy con gái chờ chồng về mới dọn cơm ra. Chàng rể của ông lúc ấy tuy đã về rồi mà vẫn còn bận một số công việc nên ông phải đợi tiếp. Đến khi thấy quá trưa, con gái ông mới gọi chồng. Mình ơi, hãy để đó vào ăn cơm đi cho ông già ăn với. Nghe con gái nói thế, ông cảm thấy không được vui. Chiều hôm ấy và liên tiếp những ngày sau cũng vậy. Ông nghiệm ra rằng con gái ông chăm sóc cho chồng nó chứ không phải cho ông. Thì ra bây giờ nó coi cha nó chẳng ra cái quái gì. Nếu chồng nó không ăn thì có lẽ mình cũng phải ngồi nhịn đói. Ở chơi được ít ngày, thấy con gái không được vồn vã đầm thắm như xưa, ông liền từ giã vợ chồng nó mà đi đến nhà đứa khác xem sao. Lần này vừa đi, ông vừa lẩm bẩm. Chắc thế nào những đứa sau cũng phải khác chứ? Chẳng lẽ đứa nào cũng như vậy cả sao? Vợ chồng ta trông cậy chúng nó, rồi đây sẽ chia nhau về phụng dưỡng một khi bố mẹ tuổi già kia mà. Nhưng khi đến nơi, ông thấy đứa thứ hai cũng chẳng khác gì đứa đầu. Nghe bố đến thăm cũng tiếp đãi, gọi là cho tròn bổn phận, rồi lại loay hoay vào công việc nhà chồng, bỏ mặc ông chẳng chút quan tâm. Lần lượt ông đi thăm đủ 5 cô con gái yêu quý, nhưng chẳng đứa nào là không say mê với công việc của nó, chẳng đứa nào quan tâm chăm sóc đến ông như lúc còn ở nhà. Sau cùng ông chép miệng. Vậy là con gái một khi bước về nhà chồng thì chẳng còn là con mình nữa, nó xem chồng trọng hơn bố mẹ nó nhiều. Nghĩ vậy nên ông quậy quả trở về. Ông tính lại thời gian thăm con, cả đi lẫn về còn ngắn hơn cả bà. Khi về, ông gọi vợ lại bàn rằng: thế là mấy đứa con gái có cũng như không, chẳng hy vọng gì vào chúng nó, đỡ đần mình tuổi già nữa rồi. Bây giờ bà để tôi đi kiếm một đứa con nuôi, đặng sau này nó săn sóc chúng mình lúc mắt lòa chân chậm, bà nó nghĩ sao? Vợ Phú Hộ trả lời: thôi ông ạ, đừng có đi mà mất công, lại nhọc xác. Con đẻ rứt ruột ra mà chúng không đoái hoài thì con nuôi có làm được gì? Phú ông liền bảo: trên đời này có kẻ tốt người xấu, đâu phải ai cũng như ai, bà đừng ngại. Được rồi, ông cứ đi đi, cố tìm một đứa con ngoan phụng dưỡng, mọi việc ở nhà mặc tôi lo liệu. Phú Hộ bèn đóng vai một ông già nghèo khó, rồi ra đi từ làng này đến làng khác, đến đâu ông cũng rao. Ai mua cha không? Có ai mua cha thì ra mà mua, mua ta về làm cha chỉ mất 5 quan tiền thôi. Mọi người nghe ông già rao như vậy thì tưởng ông điên, có người còn vui miệng nói: mua lão ấy để về nhà mà hầu ư? Và để rồi đây lão ta 100 tuổi qua đời, có được đồng nào còn phải lo tống tán nữa sao? Thà là nuôi một người đầy tớ còn hơn. Tuy có nghe nhiều lời mỉa mai cười cợt, Phú ông vẫn không nản chí, vẫn đi hết xóm này đến ấp kia, miệng rao không ngớt: có ai mua cha không này? Bấy giờ ở làng nọ có 2 vợ chồng một nông phu nghèo, nghe có người đi bán mình làm cha, chồng bảo vợ: 2 vợ chồng mình mồ côi từ bé, chưa bao giờ được hưởng tình cha con, lại chưa có mụn con nào, thật là buồn. Thôi thì ta mua ông già này về thủ thỉ với nhau khuya sớm cho vui cửa vui nhà. Thấy vợ bằng lòng, anh chàng chạy ra đón ông già vào nhà và nói: ông định bán bao nhiêu tiền? 5 quan không bớt. Anh chồng liền thưa: thú thật với ông, nhà tôi nghèo quá, muốn mua ông nhưng không sẵn tiền.
vậy ông ngồi chơi, để tôi bảo nhà tôi đi vay xem sao. Phú Hộ ngồi chờ hồi lâu, thấy chị vợ chạy đi một lát rồi lại quay về, nhưng số tiền vay được cùng với tiền nhà gom lại cũng chỉ có 2 quan. Anh chồng liền nói, thôi thì ông thông cảm cho, 2 ngày nữa mời ông trở lại, chúng tôi sẽ có đủ tiền. 2 ngày sau, vợ chồng anh nông phu trao tiền cho ông, mời ông vào nhà, cha cha con rất thân tình. Phú Hộ thấy đầu tóc người vợ bây giờ biến đi đâu mất, liền hỏi, này con ơi, tại sao đầu tóc của vợ con lại cắt cục đi như vậy? Anh chồng tần ngần đáp, chẳng giấu gì cha, nhà con nghèo quá, không đủ tiền mua. Mà nếu không mua thì biết có dịp nào tốt hơn. Vì vậy vợ con phải cắt tóc đi bán mới có đủ số tiền 5 quan đó. Từ ngày có người cha nuôi, hai vợ chồng nông phu tỏ ra rất niềm nở và chịu khó chăm sóc hầu hạ ông không biết mệt. Phú ông vẫn không cho biết gốc tích quê quán thật của mình, hằng ngày vẫn cứ ăn no ngủ kỹ, đôi lúc lại kêu ván đầu mỏi lưng, bắt họ phải xoa bóp hoặc tìm thầy chạy thuốc. Mặc dầu vậy, hai vợ chồng vẫn cơm nước săn sóc không bê trễ. Cứ như vậy được vài tháng, nhà họ đã nghèo lại càng mạt thêm. Hai vợ chồng phải cố gắng làm thêm để nuôi cha, có bữa phải nhịn đói để nhường cơm cho ông già. Tình hình như vậy kéo dài nửa năm, nợ nần của vợ chồng họ chồng chất quá nhiều mà trong nhà tiền đã kiệt. Tuy vậy họ vẫn không hề lộ vẻ mỏi mệt, cố làm vui lòng cha già. Một hôm, hai vợ chồng ngủ dậy đã thấy người cha nuôi khăn gói chỉnh tề. Ông bảo họ, các con hãy đốt cái nhà này rồi đi theo ta. Vợ chồng anh nông phu trố mắt nhìn nhau, tưởng ông phát điên. Nhưng sau đó lại thấy ông Phú Hộ dục bảo, làm con thì phải vâng theo cha mẹ, chớ có sai lời. Cha đã bảo các con đi theo cha kiếm ăn thì cứ việc đi, còn cái nhà này ọp ẹp chẳng đáng bao nhiêu, đừng tiếc nữa. Vợ chồng nghe thế thì biết ông nói thật, không dám cãi, đành nhặt nhạnh một vài món đồ buộc thành một gói rồi châm lửa đốt nhà. Đi theo ông già, họ thấy ông ban ngày lần hồi xin ăn, tối tối lại vào nhà người xin ngủ nhờ, họ vẫn vâng lời không chút phân vân. 3 người đi xin ăn như thế được 5 ngày, cuối cùng đến trước một ngôi nhà ngói tường vôi, ông mới vui vẻ bảo họ, các con ơi, đã đến nhà ta rồi. Bà Phú Hộ bước ra cổng đón vào, ông tươi cười bảo vợ, bà nó này, đây mới thật là con của chúng ta đấy. Bấy giờ vợ chồng anh nông phu mới ngớ người ra, biết được cha mẹ nuôi mình là một nhà giàu có. Phú Hộ bảo anh nông phu lấy theo họ mình, và từ đó hai vợ chồng bước vào một cuộc đời sung sướng. Ít lâu sau, Phú Hộ lâm bệnh nặng, biết mình sắp gần đất xa trời, ông bèn làm tờ di chúc để phần lớn gia tài cho đứa con nuôi. Đoạn ông gọi vợ đến trăn trối rằng, sau khi tôi chết, bà nhớ đừng cho 5 đứa con gái biết tin đấy. Ông nói tiếp, nếu chúng nó có nghe ai mách mà về đây, chưa biết chừng tôi sẽ bứt nếu trỗi dậy cho mà coi. Việc để tang thì đứa con trai cứ theo cố tục cắt tóc, đội mũ, quấn rơm trên đầu để chứng tỏ mình chịu cực chịu khổ với cha mẹ thì thôi cũng được. Nhưng đứa con dâu thì bà bảo nó khỏi cắt tóc, vì tôi chưa bao giờ quên được cái việc nó đã hy sinh mái tóc dài của nó để mua cha. Vậy nó chỉ cần đội khăn tang là đủ. Nhưng khi khâm liệm cho chồng xong, bà Phú Hộ vì nặng lòng nên cũng cho người lén báo tin cho 5 đứa con gái biết. Khi chúng về, bà đón ở cổng, thuật lại lời trối của cha cho chúng nghe và bảo chúng đừng có vào nhà, kẻo có sự chẳng lành.
Năm đứa con gái hối hận lắm, nhưng việc đã rồi, biết làm sao. Khi đưa linh cữu cha, chúng đòi đi đưa cho bằng được. Khuyên can còn mãi không xong, cuối cùng bà buộc lòng phải xé cho chúng ngoài khăn tang ra, còn thêm mỗi đứa một vuông vải cho chúng che mặt lại, để mong linh hồn bố chúng khỏi biết. Từ đó, người ta bắt chước để tang theo cách gia đình này đã làm. Con trai cắt tóc vành rơm, mũ mấn, dây lưng chuối như cổ tục. Con dâu được miễn cắt tóc, chỉ đội khăn tang, lại miễn cả che mặt. Còn con gái, ngoài khăn tang, còn có thêm một mảnh vải che mặt. Chúng ta ai ai sanh ra trong cuộc đời này cũng phải có cha, có mẹ, trừ nhân vật Tôn Ngộ Không trong chuyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Khi vừa lọt lòng mẹ, những dòng sữa ngọt ngào nuôi ta khôn lớn. Khi đi học thì đòi mua quần áo mới, cặp sách mới, xe mới, giày dép mới. Khi cha mẹ không đáp ứng nhu cầu của mình thì chúng ta giận dỗi, bứt tóc, bứt tai. Khi bệnh, có mẹ đầu giường thức suốt canh thâu, cha thì chạy đôn chạy đáo kiếm tiền lo cho con. Chúng ta may mắn là còn có cha, có mẹ, được ở trong vòng tay thương yêu, chiều chuộng. Vậy mà có những người không được cái hạnh phúc mà ta tưởng chừng như đơn giản ấy. Tâm lý con người, cái gì có ta không biết gìn giữ nâng niu, đến khi mất rồi lại nuối tiếc ngẩn ngơ. Có một người đàn ông xa cơ đi lạc vào một xóm nghèo ở Cà Mau mấy mươi năm trước. Anh ta vào nhà nọ, anh chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi, có vẻ đói khát lắm. Thấy tội nghiệp, cô bé vào nhà lấy cho anh một tô cơm với cá kho. Ăn xong, cô vào lấy bộ đồ mới nhất của cha mình cho ông ta mặc, và mẹ cô bé còn cho anh một ít tiền để anh lộ phí về quê. Sanh dưỡng cù lao. Sau đó, anh định cư ở Mỹ và rất thành công trong cuộc sống. Hơn 20 năm sau, anh quay trở lại, tìm đến nhà hai vị ân nhân của mình. Anh nói, tôi suốt đời không bao giờ quên tô cơm ân nghĩa và bộ đồ ấm áp tình người. Ông ta hỏi hai mẹ con ân nhân có cần gì không? Nếu cần bất cứ điều gì, bảo lãnh cháu du học hay cần vốn liếng bao nhiêu, anh ta cũng không từ chối. Vì nhờ hai mẹ con giúp ông hôm đó, ông mới có ngày hôm nay. Nhưng hai mẹ con người kia nói, chúng tôi không cần gì cả. Vì hai mẹ con cũng khá giả, sống trong gia đình đầy lòng nhân hậu, thì còn cần gì hơn nữa? Chúng ta lúc gặp khó khăn, người ta giúp một tô cơm, một bộ quần áo, vậy mà ta nhớ và tri ân họ suốt đời. Đây là người biết ơn nghĩa và biết báo ân. Trong xã hội, quý trọng gọi người này có đạo đức. Ta thử làm bài toán nhé. Một ngày ta đơn giản hóa, sáng mẹ cho một tô cơm, trưa một tô, chiều một tô, tổng cộng một ngày ba tô, một năm ba bộ quần áo, 20 quyển vở và hàng trăm thứ khác. Nào tiền sinh nhật, tiền mua đồ cá nhân, đau bệnh, xe cộ. Ta tính xem năm nay ta 20 tuổi thì đã ăn của mẹ bao nhiêu tô cơm? Ba tô nhân 365 ngày nhân cho 20 tuổi là 14.600 tô cơm. Vậy mà chúng ta không nhớ, không tính. Con số thật khủng khiếp. Có bao giờ cha mẹ đòi hỏi ta đền đáp đâu? Vậy mà có những đứa con đã tính toán với cha mẹ của mình. Ông bà ta nói, mẹ thương con như biển hồ lai láng, con nuôi mẹ tính tháng, tính ngày. Thông thường ta hay nghĩ đến những thứ cao xa. Đi làm thì mọp mọp trước cấp trên. Khi nhờ vả ai thì phải dạ bẩm thưa dân. Nhưng chính ta lại quên đi hai đấng sanh thành. Có khi vì một lý do nào đó mà ta còn bất kính với cha mẹ. Việc này không phải mới xảy ra đời này, mà trong thời Phật tại thế đã từng xảy ra. Phật tại nhà.
có một gia đình dòng Thủ Đà La nghèo khó. Chỉ một mẹ già sống với người con trai. Anh này là một Phật tử. Một hôm, anh ta mua một nải chuối rất ngon về treo lên, định hôm sau mang vào tịnh xá cúng Phật. Chẳng may khi anh đi làm đồng, nải chuối bỗng nhiên bị rụng xuống một trái. Bà mẹ mắt sờ sệt, đi dắp phải, và bà nhặt lên, thấy tiếc bà đã ăn hết trái chuối bị bà dẫm lên đó. Khi anh con trai đi làm đồng về, thấy mất một trái chuối, không hỏi ngọn ngành, cứ thế mà nói nặng nói nhẹ mẹ mình. Anh ta nhằn nhủi: chuối này tôi mua về là dâng lên cúng Phật, vậy mà mẹ lại bẻ mất một trái. Bà mẹ lặng thinh, lòng đau như cắt. Hôm sau, anh ra chợ mua một nải chuối khác và cung kính vào tịnh xá dâng lên cúng dường Phật. Phật bảo: này thiện nam, Phật ở nhà sao không cúng mà đến tận đây? Anh ta ngỡ ngàng, không biết Phật đâu ra mà ở nhà mình. Liền lúc đó Đức Thế Tôn nói: cha mẹ sanh ta ra, hy sinh cho ta tất cả. Cha mẹ đối với con cái như Đức Phật đối với chúng sanh, cho mà không lấy lại bao giờ. Đối với con cái, cha mẹ chính là Phật, là Bồ Tát. Lúc ấy anh ta hiểu ra và anh đã sám hối với Đức Phật, trở về nhà. Từ đó về sau, anh là một đứa con hết mực hiếu thảo với mẹ. Lòng mẹ. Mẹ là người gần gũi và hy sinh cho ta nhiều nhất. Đôi khi không màng đến sinh mạng của mình, miễn sao con được an toàn, con được ấm no. Tình yêu. Có một câu chuyện bên Tây, vào thời Đức Vua Salomon, có hai người đàn bà giật giành một đứa bé gái. Ai cũng nói đứa bé là con mình và khăng khăng khẳng định như thế. Các quan địa phương không sao phân xử được. Sau đó chuyển vụ tranh chấp này lên Đức Vua Salomon. Nghe hai bà mẹ phân bua, vua liền phán: hai người đều có lý, nên ta xử thế này. Chặt đứa bé làm hai, mỗi người mỗi nửa. Lúc đó, có một người đàn bà quỳ lại Đức Vua xin thua kiện. Bà ngậm ngùi khóc nức nở, trong khi người đàn bà kia hí hửng dẫn đứa bé đi. Liền lúc ấy, Đức Vua can lại và chỉ thẳng vào mặt người đàn bà đang dẫn đứa bé và quát: bà không phải là mẹ của đứa bé, chính bà kia mới là mẹ ruột. Chỉ có mẹ ruột mới không nỡ nhìn con mình bị nạn mà thôi. Thà thua cuộc chứ không để con phải chết. Những điều mà mẹ cha làm, mẹ cha nghĩ thì làm sao ta biết hết được. Như thầy Thiện Thuận ví mẹ như bóng mây che chở cho con. Như thầy Trí Chơn ví mẹ lại là bến yêu thương cho thuyền con neo đậu. Như cô Hương Nhũ ví cha mẹ lại là nắng ấm mùa xuân, vân vân. Mà chúng ta lại không nghĩ ra được điều đó, ta không biết. Có bà mẹ lại có những sở thích lạ lùng, không hiểu tại sao bà lại thích cúng Phật mỗi bông trang, mặc chỉ thích mặc áo bà ba, thích mang mỗi đôi dép lào, thích đắp chiếc chăn cũ rích, nằm gối thâm đen. Chuyện như thế này. Sở thích lạ lùng. Phước đang quỳ bên hông chiếc quan tài của mẹ. Bên cạnh cô là hai đứa em đang nằm lăn queo ngủ, vì cả ngày chạy dậy lăng xăng. Hai cây nến trước tiền bàn leo lét tranh tối tranh sáng, hòa quyện vào khói nhang phủ mờ trên di ảnh. Tấm hình được phóng to từ giấy chứng minh nhân dân nhạt mờ không rõ nét. Một người đàn bà nửa trẻ nửa già, khó phân định trên đôi mắt hằn sâu, mái tóc lơ phơ bạc, vẻ khắc khổ của một người từng trải. Tuy hồi nhỏ đến giờ sống bên mẹ, nhưng Phước rất ít khi có thời gian nhỏ to tâm sự. Cha cô mất sớm bởi một cơn bệnh đột quỵ ở tuổi chưa đầy 40. Để lại cho mẹ cô ba mái đầu thơ dại. Cha mẹ cô xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo, vất vả, làm công nhân cho một xí nghiệp quốc doanh
dành dụm bao nhiêu năm trời mới mua được căn hộ chưa đầy 20 mét vuông, nằm sâu trong con hẻm của xóm lao động nghèo. Phải đi vay nợ thêm một số tiền rồi trả dần. Nợ nhà vừa trả xong thì cũng là lúc cha cô vội ra đi. Ba chị em Phước là cả một gánh nặng cho mẹ. Từ sáng mẹ đi làm đến tối mịt mới về, có khi mẹ làm ca đêm. Từ nhỏ, Phước luôn trách mẹ tại sao lại bỏ ba chị em mà đi mãi. Thậm chí có ngày chủ nhật muốn mẹ dắt đi chơi nơi này nơi nọ, mẹ cũng từ chối. Mẹ tranh thủ đi chạy bàn cho những nơi cần người phục vụ theo giờ. Như thế, Phước và thằng Lộc với con Út Thọ thui thủi bên nhau mà lớn lên. Phước tốt nghiệp đại học ngân hàng, làm việc gần năm nay. Còn thằng Lộc và con nhỏ Út sang năm cũng tốt nghiệp đại học kinh tế và bách khoa rồi. Mới 55 tuổi mà dáng mẹ gầy còm, xanh xao. Thấy mẹ mỗi ngày một già đi và yếu dần, Phước bảo mẹ đi khám bệnh. Mẹ nói, không sao đâu, mẹ có bảo hiểm y tế mà. Cho đến một ngày, hay tin mẹ xỉu trên đường đi làm, người đi đường đưa bà vào bệnh viện. Phước ngỡ ngàng khi biết mẹ bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Mẹ thấy mình không qua khỏi, bà nằng nặc đòi về dưỡng bệnh tại nhà. Phước xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc mẹ. Nhìn mẹ xanh xao, phờ phạc, Phước thương mẹ vô cùng. Hơn 10 ngày sống bên mẹ, đây là lần đầu tiên trong đời Phước có dịp gần gũi chăm nom cả nhà sum họp. Cho đến một ngày, mẹ không còn gượng dậy được nữa. Phước nhớ sáng hôm ấy, trời vừa hừng đông, mẹ kêu Phước dậy thay nước trên bàn thờ cúng Phật và bảo Phước ra chợ mua một bó hoa hồng nhiều màu đẹp nhất, một bó hoa huệ, hoa cúc, hoa ly. Phước ngỡ ngàng vì từ trước đến nay có bao giờ mẹ thích những loài hoa dương giả này đâu. Mẹ là một Phật tử, tu theo pháp môn niệm Phật, trên bàn thờ trang hoàng hình Tây Phương Tam Thánh. Lúc trước, những khi rảnh rỗi, mẹ mua chậu về trồng bông trang, rồi tranh thủ tưới sớm chiều. Mỗi khi rằm 30 là bà cắt bông trang vào cúng trên bàn thờ Phật. Phước hỏi, sao mẹ không mua hoa hồng, hoa cúc cúng cho đẹp? Bà nói, mẹ chỉ thích bông trang mà thôi. Vậy mà sáng nay, mẹ lại bảo Phước đi chợ mua bông, nhưng đặc biệt không có bông trang. Đây là điều mà Phước rất lấy làm lạ. Vì hôm nay ngày rằm, bà trang hoàng nơi điện Phật thật trang nghiêm. Bà bảo Phước giúp bà tắm rửa thay bộ đồ mới mà Phước đã lấy tháng lương đầu tiên mua tặng mẹ, mặc ngoài áo tràng lam và đỡ bà dậy lễ Phật. Phước hỏi, mọi khi mẹ chỉ thích cúng Phật bông trang thôi mà, sao hôm nay lại? Bà nhìn Phước xoa đầu nở một nụ cười hiền lành, bao dung. Cái gì cũng phải thay đổi, lâu lâu mẹ cũng thay đổi sở thích chứ. Bà xoa đầu Phước và trao cho một gói tiền được xếp cẩn thận. Đây là tiền mẹ lãnh hưu non một lần, còn giữ mà lo cho hai đứa em trong những năm cuối đại học. Phước nói, thì mẹ cất đi. Mẹ bệnh trầm kha, còn làm được gì, còn giữ mà chi tiêu trong gia đình. Con mới đi làm lương được bao nhiêu? Con lớn rồi, có thể quán xuyến gia đình thay mẹ. Mẹ dành thời gian nghỉ ngơi con à. Phước nhìn làn môi trắng nhợt nhạt của mẹ, như thầm mách bảo cô một điều gì đó chẳng lành mà cô không bao giờ dám nghĩ tới. Phước nhận tiền từ đôi tay run run của mẹ. Bà bảo kêu hai đứa em con dậy. Cả ba chị em ngồi xung quanh. Bà dặn dò vài câu rồi ra hiệu cho Phước mở máy niệm Phật. Bà cầm sâu chuỗi lần theo nhịp điệu, rồi chậm dần và dừng hẳn. Út Thọ thét lên. Mẹ không còn thở nữa chị hai ơi. Ba đứa con gào khóc trong sự ra đi nhẹ nhàng, thanh thản trong câu niệm Phật của mẹ. Lúc khâm liệm mẹ, Phước gom góp tất cả đồ đạc, chỉ dõn dẹn ba bộ đồ ngã màu,
một cái mền cũ kỹ, một cái gối thêu đôi chim uyên ương thâm đen, đôi dép lào mỏng dánh. Phước cố tìm, lục tung mọi nơi, không còn gì khác cả. Phước nghe như ngàn mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực mình. Trong khi ba chị em, tủ đựng quần áo không có chỗ treo, dép màu này màu nọ. Đêm nay Phước thức trắng đêm, một đêm sau cùng bên mẹ, để mai này đưa mẹ đến lò thiêu, vĩnh viễn không còn dịp nào ở bên mẹ nữa rồi. Cô bật khóc nghẹn ngào, dường như cô hiểu ra một điều gì đó. Bất thần, cô lấy tay vỗ vào thành quan tài trong tiếng nấc. Mẹ ơi, mẹ của con. Cầm mấy chục triệu đồng lương hưu non của mẹ, Phước run run, nghẹn ngào. Hai đứa em giật mình thức dậy ngơ ngác. Lộc, Thọ, hai em có biết không? Lương công nhân của mẹ chưa đầy 3 triệu một tháng. Vậy mà mẹ đã nuôi ba chị em mình vào được đại học. Thời buổi vật giá leo thang như bây giờ, tiền ăn sáng, ăn tối của ba chị em hơn 1 triệu. Tiền sách vở, tiền học phí, gần 3 triệu làm sao mẹ xoay sở? Mẹ phải làm ca ba, làm thêm cả ngày chủ nhật. Chị em mình xin hết tiền này đến tiền nọ, nào quỹ lớp, bảo lục, đi chơi, dài 3 triệu đồng. Mẹ ơi, mẹ, con đã hiểu tại sao cả đời mẹ đến nơi tôn kính nhất như bàn thờ Phật mà mẹ chỉ thích cúng mỗi bông trang tự tay mẹ trồng. Tại sao mẹ chỉ thích nằm chiếc gối cũ thâm đen với đôi chim uyên ương ngày cưới? Tại sao mẹ chỉ thích mỗi một chiếc mền đắp hơn 20 năm của cha để lại? Tại sao mẹ chỉ thích mang đôi dép lào mòn như lưỡi lam? Tại sao mẹ chỉ thích mặc mấy bộ đồ đã sờn dai của ba mua tặng mẹ lúc trước? Tại sao mẹ thích ăn chay, rau muống chấm nước tương? Chiếc quan tài nhỏ xíu được hội từ thiện tặng mà vẫn quá lớn so với thân mẹ. Tất cả vật dụng gom hết để vào vẫn còn rộng. Mẹ ơi, con hiểu rồi. Trước đây con những tưởng sở thích của mẹ lạ lùng như thế. Nhưng không phải vậy mẹ ơi. Chỉ duy nhất một sở thích mà mẹ thay đổi trước khi chết là cúng những đóa hoa dương giả đắt tiền trên bàn Phật. Trời oi bức của đêm hè mà sao lòng ba người trẻ cảm thấy lạnh quá chừng. Không biết họ sống ra sao đây trong những ngày không mẹ. Phước nghẹn ngào trong tiếng khóc. Mẹ ơi, cả đời mẹ chỉ biết lo cho các con. Đến lúc các con đã trưởng thành thì mẹ đã kiệt sức tàn hơi. Phải chi mẹ cố sống bên chúng con sẽ mua tặng mẹ đôi dép mới. Thằng Lộc, Út Thọ sẽ lấy tháng lương đầu tiên mua tặng mẹ cái mền, chiếc gối mới toanh và vài bộ đồ mà mẹ chỉ dám nghĩ trong ký ức. Con sẽ mua tặng mẹ chiếc xe đạp điện để mẹ đỡ vất vả bên chiếc xe đạp cà tàng, xúc sên, mòn liếp. Những ngày rằm 30, con sẽ mua thật nhiều bông đẹp để mẹ trang hoàng trên điện Phật. Lúc đó rảnh rỗi, mẹ sẽ thực hiện ước mơ ngàn đời của mẹ là được một lần đến chùa Hoằng Pháp dự khóa tu Phật thất, hay chí ít là tu một ngày chủ nhật. Những ước mơ bình dị như vậy cũng đã quá xa xỉ với mẹ. Mẹ ơi! Trên di ảnh, gương mặt vẫn vẻ u buồn của bà mẹ, nửa trẻ nửa già, qua làn khói hương mờ nhạt. Chắc giờ này ở Tây Phương Cực Lạc, bà nở nụ cười mãn nguyện trong những cánh sen dưới chân Đức Phật Di Đà. Vì biết các con bà đã hiểu ra tại sao bà có những sở thích lạ lùng. Mẹ tôi. Mẹ tôi vất vả tháng ngày, nuôi con khôn lớn không nài gian nan. Mẹ tôi chẳng gấm lụa vàng, tay chai chân đất vì đàn con yêu. Nên ai có mẹ đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai cài ngược đóa hoa hồng,
hoa hồng trắng đời con trong núi tiết. Mẹ là người gần gũi và hy sinh cho con nhiều nhất, đôi khi không màng đến sinh mạng của mình, miễn sao con được an toàn, con được ấm no. Dù phải gian lao đến đâu, dù phải chịu đựng đến đâu, mẹ cũng cam lòng.